Em giới thiệu cho các bác cái phần kế nhỏ giọt nhé. Đây là cái van khí thủy này. Một đầu này được với ống PVC, ống nhựa tiền phong hoặc là ống mềm. Còn cái này là để cố định cái dây kế nhỏ giọt phi 16 các bác nhé. Xoáy vào một cái là nó chặt luôn. Đấy, kế nhỏ giọt thì nó sẽ có những cái băng nhỏ giọt như này để nước nó nhỏ ra, khoảng cách là 10, 20, 30, 40, 50 nhà em đủ nhé. Ở cuối cuộn thì sẽ có một cái chốt như thế này. Nếu mà không có chốt như này các bác có thể gập lên như này. Đó, rồi các bác cố định vào đây. Khi mà các bác chẳng may mà cuốc nó bị đứt hai cái đầu ra thì mình cần nối lại. Lúc đó mình cần thêm một cái cút nối để nối hai cái đầu dây nhỏ giọt lại với nhau các bác nhé. Đây nó cũng có thể xoáy luôn. Các bác chỉ cần cho cái dây nhỏ giọt 16 vào đây rồi xoáy nó lại nhẹ nó chặt. Đấy, bác nào cần mua khởi thủy này, những cái cuộn nhỏ giọt như này đều là dài 1000m, khoảng cách của băng nhỏ giọt là 10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm thì liên hệ với bên em nhé, giá chỉ khoảng dao động từ 500 đến 700 ngàn một cuộn thôi, rất là tốt các bác nhé.